xin chào các bạn chào mừng các bạn đã đến với quán học JavaScript căn bản được thực hiện tại website mylab.vn mình tên là chế công bình và ở nội dung bài ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cách câu lệnh điều kiện if của chúng ta thì vậy điều kiện cơ if nó là gì giống như các bạn đặt ra một câu hỏi là nếu nếu nó thỏa một cái điều kiện nào đó thì chúng ta sẽ thực hiện cái điều kiện đó nó sẽ xuất ra một cái gì đó ví dụ như ở đây các bạn chúng ta sẽ tìm hiểu qua cái sơ đồ của câu lệnh điều kiện if này thì điều kiện if các bạn thấy nó sẽ nhận vào một cái biểu thức điều kiện có nghĩa là chúng ta cho điều kiện xảy ra điều kiện đó là gì ví dụ như đây mình để if mình ví dụ như điều kiện đó là một mà nhỏ hơn hai nếu mà nhỏ một mà nhỏ hơn hai đúng thì chúng ta sẽ thực hiện một cái khối lệnh nào đó ví dụ như một mà nhỏ hơn hai mà đúng thì chúng ta sẽ xuất ra một khối lệnh là bạn đã làm đúng hoặc là nếu các bạn có thể xuất ra một khối lệnh khác như là xin một câu xin chào chẳng hạn và nếu như cái điều kiện chúng ta nó là sai thì nó sẽ không có thực hiện khối lệnh đó và nó sẽ không thực hiện cái điều kiện ý của chúng ta có nghĩa là cái khối lệnh đúng nó sẽ không thực hiện vậy chúng ta thấy nếu nó thỏ cái điều kiện thì nó mới thực hiện cái khối lệnh trong điều kiện đó còn nếu nó không thỏ thì lúc này nó sẽ không thực hiện cái khối lệnh đó thì đây là cú pháp để khai báo cái điều kiện if ở trong JavaScript của chúng ta. Thì các bạn thấy if đầu tiên chúng ta cần phải có if và biểu thức điều kiện và trong cái biểu thức điều kiện đó nó sẽ là một cái khối lệnh mà chúng ta mong muốn. Ví dụ như đây các bạn muốn điều kiện if của chúng ta là một nhỏ hơn hai, thì các bạn sẽ để là một nhỏ hơn hai. Nếu mà đúng thì nó sẽ hiện trong cái khối lệnh này của chúng ta. Thì ví dụ chúng ta xuất một cái gì đó trong đây. Còn nếu sai thì nó sẽ không thực hiện cái khối lệnh này và nó sẽ chạy xuống ở hướng tiếp theo. thì các bạn thấy là điều kiện điều kiện if đây là sơ đồ điều kiện if đầu tiên đúng thì thực hiện có lệnh sai thì sẽ không thực hiện có lệnh đó và nó sẽ chạy tiếp như vậy là ngày hôm nay chúng ta đã tìm hiểu xong về phần lý thuyết của điều kiện if ở bài sau mình sẽ hướng dẫn các bạn về cách thực hành điều kiện if này ở trong java của chúng ta